Trong thời gian qua thì hoạt động cho vay tiêu dùng được đánh giá đang dần trở thành xu hướng của các công ty tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo trong năm 2016 thì cho vay tiêu dùng sẽ chiếm tương đương 9 đến 10% tổng dư nợ vay toàn ngành ngân hàng. Trong nhiều dòng sản phẩm cho vay hiện nay thì có 3 dòng sản phẩm chính mà các công ty tài chính đang tập trung hướng đến, bao gồm cho vay mua xe trả góp, cho vay mua sắm đồ điện tử gia dụng và dịch vụ cho vay tiền mặt. Trong năm vừa qua, dịch vụ cho vay tiêu dùng đã tăng 30% so với năm 2014. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, dự báo vay tiêu dùng sẽ là thị trường rất lớn, đồng thời có khả năng phát triển mạnh trong thời gian tới. Cụ thể thì mức cho vay tiêu dùng sẽ chiếm khoảng 9 đến 10% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng.